Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với game show Ai Khác Biệt của BitVN. Gì nữa nhỉ? Ai Khác Biệt là một game show sẽ thách đố khả năng phán đoán, khả năng suy luận và khả năng hùng biện của những người tham gia chương trình. Luật chơi của chúng ta như sau. Trong số 6 nhân vật trải nghiệm, chỉ có duy nhất một người khác biệt. Những người chơi khác cần loại được nhân vật khác biệt ra khỏi vòng chơi cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng. Người khác biệt ở lại đến vòng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ tiền thưởng. Nếu không, số tiền sẽ thuộc về 2 người chơi giỏi nhất. Và chủ đề lần này của chúng ta sẽ là Ai Còn Gì? Mình đã làm chuyện ấy. Tôi đã làm chuyện ấy. Tôi đã làm chuyện đấy. 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 Trong số 6 người chơi đang đứng đây sẽ có một người chưa từng làm việc đó. Nhiệm vụ của những người còn lại sẽ phải tìm ra người khác biệt đấy. Và 10 phút của vòng 1 bắt đầu. Mình nghĩ là vòng 1 nên giới thiệu qua với nhau trước đúng không? Rồi, bắt đầu từ bạn đi. Mình á, mình tên là Minh, sinh năm 92. Minh 92. Yep. Mất sinh chưa? Tất nhiên là rất lâu rồi. À, rất lâu rồi. Mình là Dương, sinh năm 95. Làm chuyện đấy chưa? Tất nhiên là rồi. Xin chào, mình là Lena. Chào Lena. Năm 94. Chào mọi người, em là Vân Anh, em sinh năm 96. Xin chào mọi người, mình là Vi Hoàng, mình sinh năm 2000. Xin chào mọi người, mình tên là Hiếu, mình sinh năm 98. Mình mất sinh từ cấp 2 rồi. Cái này mà bố mẹ biết có sao, bố mẹ mà xem được thì sao? Cái này bố mẹ biết lâu rồi. Khó nhỉ, đấy mới có vòng giới thiệu đây, mọi người có nghi ngờ ai không? Thường thường ấy, những người mà chưa mất sinh thì thường hay rất là ra vẻ. Tao mất sinh lâu rồi, đây trong đó có hai người này là hai người thể hiện đầu tiên. Không phải chứng minh luôn. Thực ra lúc ban đầu mình nhìn năm bạn chơi cùng với mình thì mình nghi ngờ cô gái Lena nhất, vì nhìn cô ấy là một người lai giữa gốc Việt và người Nga, thì mình thấy toát lên trong cô ấy một vẻ kiểu rất là ngây ngô trong trắng, thì chắc chắn là cô ấy chưa từng làm chuyện ấy bao giờ. Mình nghi ngờ Hiếu và Vi Hoàng. Tại sao lại nghi ngờ Hiếu và Vi Hoàng nhé? Bởi vì đầu tiên là cái cảm nhận nó cho biết cái điều đấy. Thứ hai là nhìn một số dấu hiệu. Thường thường thì ví dụ như là Hiếu ấy, thì mình nghĩ là em ý còn trẻ thì cái sự sẵn sàng của em ý chưa có. Có thể là do thời gian thúc đẩy. Nhưng mà có một cái điểm đấy trong cái quá trình em nói chuyện ý, thể hiện cho mình biết là em ý, nghĩa là em kể về câu chuyện tối nay của em rất lan man. Mà những người mà người ta, cái sự kiện của người ta quan trọng thế thì người ta sẽ tập trung kể, chứ không bị lan man như là để mà kéo dài cái thời gian ra ấy. Thật ra là em đoán là nếu như mà chưa quan hệ thì chưa have sex thì em nghĩ là chương trình sẽ chọn một bạn nữ, nên là em đoán là chị Dương. Em muốn hỏi chị Dương là chị làm chuyện ấy năm bao nhiêu tuổi ạ? Lần đầu tiên. Năm 23 tuổi. 23 tuổi. Bây giờ là bao nhiêu tuổi? Năm nay là 24 tuổi. À, tức là vừa làm không ngoái. Cảm giác thế nào? Trời. Chị thế nào? Thật ra rất là khó tả em ạ. Em muốn hỏi chị Lena là cái lần đầu tiên của chị như thế nào? Lần đầu tiên của chị á? Như nào á? Như nào? Nào bây giờ nhỉ? Ngượng nhỉ? Chắc là hơi đau. Hơi đau. Chị có đang có người yêu không? Đang tìm hiểu thôi. Đang tìm hiểu thôi đúng không? Có người yêu rồi. Ôi. Chết. Sao mà mọi người tập trung hỏi em ấy nhỉ? Nhưng mà mọi người đây phải có vấn đề gì mọi người hỏi em ơi. Chết rồi. Trời ơi. Anh không nghi ngờ em mới hỏi thế thôi. Chắc là tầm 5 6 người gì đó. 5 6 người yêu. 5 6 người. Nhưng mà đâu phải yêu được. Nhưng mà đâu có phải là cứ yêu là chúng ta sẽ làm gì đó với nhau đâu đúng không? Anh cứ hỏi thôi. Hỏi sang anh tên là gì ạ? Anh tên là Minh Muối. Anh Minh Muối. Ok, anh Minh Muối yêu bao nhiêu người rồi? 3 người luôn. 3 người. Hiện tại có yêu không? Hiện tại không yêu luôn. Bao nhiêu lần gần nhất quan hệ là bao nhiêu? Ui, đừng hỏi thế. Hôm qua. Sáng nay. Nói chung là anh quanh khoảng một tháng gì đấy thôi. Một tháng rồi đấy. Anh có biết tên cái người anh quan hệ là gì không? Tất nhiên rồi, anh không public đâu. Tiếp tục đến Hiếu nhỉ? Chưa hỏi xem là... Quan hệ từ năm 19 tuổi. 19 tuổi. 19 tuổi. Hiếu là người ở đâu nhỉ? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Ở Đà Lạt. Đà Lạt thì gái xinh lắm nên nói chung là còn chưa là hả? Điều không thể. Lần đầu tiên em quan hệ là
người ta gọi đó là hotel ấy. Hotel, cụ thể hơn nữa là trên giường hay trong bếp hay là trong nhà tắm. Thì chắc chắn là đầu tiên thì ai cũng ngại nên trên giường cho thoải mái chứ khó mà những tư thế khác mà trên phòng tắm được. Có mở đèn không? Chắc chắn là mở hờ. Mình có một câu hỏi là lúc mọi người quan hệ lần đầu mọi người bật đèn hay tắt đèn? Đèn vàng. Lúc nào lúc kia đúng không? Không, lần đầu cơ, lần đầu cơ. Lần đầu thì rõ ràng là bật rồi. Bật. Đèn flash nhỉ? Dương, bật lại tắt. Lúc đấy cũng chưa kịp tắt. Chưa kịp tắt. Còn Lena? Thực ra cũng không nhớ rõ lắm. Mọi người thì sao? Lần phải đầu mở chứ, đúng không? Tại vì lần đầu thì hơi ngại cho nên là không dám mở đèn trắng, mở đèn vàng. Lúc đấy thì là em nó mơ màng lắm. Nó mơ màng bởi vì là nó sự không tỉnh táo nên em cũng không nhớ rõ. Biết là tắt hay chưa thì thấy là nhưng em cảm nhận rằng quay cuồng. Nó là vào ban ngày cho nên là không biết là đèn hay là do ánh sáng của ánh nắng chiếu vào. Người tắt người mở. Anh thằng đó. Rồi, hết giờ. Ngay bây giờ xin mời từng người hãy bước lên phía trước và ghi tên người mà các bạn nghi ngờ chưa làm chuyện đấy vào giấy. Okay. Những ai còn lại xin mời quay lại phía sau ạ. Quả của vòng 1. Trong vòng 1 thì 6 người chơi đã loại một người. Và cả 6 người chơi đều nghi ngờ rằng người này chưa mất xin. Những chàng trai cô gái miền Bắc hãy vẫy tay chào tạm biệt chàng trai đến từ Đà Lạt. Chàng trai Đà Lạt đã bị nghi ngờ là chưa mất xin. Hiếu có muốn nói gì không nhỉ? Các bạn sẽ phải hối hận khi đã loại mình từ ngay vòng đầu tiên. Và chắc chắn là các bạn sẽ bị ăn thịt bởi bị đánh lừa bởi con sói đấy. Rồi xin chia buồn với Hiếu. Hai vị loại cũng nói thế. Thư sinh em sẽ tự vì mà em là chắc chắn. Bực ghê nhờ. Chắc là mọi người thấy mình đẹp trai quá nên không muốn mình tiếp tục cuộc chơi mà. Vẫn không hiểu tại sao mọi người lại loại Hiếu. Chắc là mặc áo sơ mi nhìn thư sinh anh ạ. Không hiểu nhỉ. Mặc áo trắng lên nhìn trông trắng anh. Có khi nào là mấy chị em gái về một phe xong rồi loại hết cả hai anh con trai ra không? Hay là thế nhỉ? Để chia phần thưởng cho nó dễ. Mọi người yêu lâu nhất trong bao lâu? Mình chưa đi, mình người yêu lâu nhất bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Chị đấy đâu kiểu cố tình trả lời một cách rất dài cho mọi người chịu thôi. Từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu? Vâng không, đây là mình chỉ khai thác thông tin. Kể luôn vậy đi, một người yêu đầu tiên 1 năm, người yêu thứ 2, 4 năm, người yêu cuối cùng 2 năm. Bây giờ độc thân. Sao lại yêu lâu như thế, sao không? Nhưng mà lại em bảo anh yêu được 5 người rồi nhỉ? Anh yêu 3 thôi em nhớ nhầm. Anh bảo 4 người mà sao anh kể có 3 người. Anh bảo là 4 mà anh bảo là 4 hay 5. Đúng rồi, chị cũng nhớ 4. Chết rồi. 3 hay 4? Chắc chắn là 3 bởi vì mình không bao giờ mình nói dối cái. Từ từ nhá. Đoạn này nhờ ban tổ chức playback lại cái đoạn trước để cho là 3 4 người nhá. Ok, anh Minh muối bao nhiêu người rồi? 3 người thôi. Chắc là lúc đấy em thì bao nhiêu chị đoạn rưỡi? 2 năm rưỡi. Mấy người người lâu nhất là bao nhiêu thời gian? Thì em lại vừa nói là tầm 6 người lâu nhất là được 2 năm rưỡi. Sao lại là tầm? Tầm có thể mối quan hệ mà mình chỉ cãi nhau rõ ràng đúng không? Chính xác. Rồi lên nào. 3 người. Và lâu nhất là đến bây giờ là gần 3 năm. À, người hiện tại? Năm. Có người yêu rồi. Loại. Mục đích của anh là đến đây không phải để tìm sói mà là để tìm người yêu. Anh ơi, anh chuẩn bị loại rồi. Người đập tay ba người. Hiện tại thì chưa có người yêu anh nhá. Em chưa có người yêu. Hiện tại không có người yêu, còn yêu lâu nhất là in tên tính 2 năm rưỡi. Chia tay cách đây 6 tháng. Chia buồn nha. Không sao chị, còn nhiều người mà chị. Đúng rồi, đời còn dài ra biển thiếu gì cả. Vì em hiện tại đang có người yêu và người em yêu lâu nhất là 2 năm rưỡi. Người yêu bây giờ bao lâu rồi? Người yêu bây giờ bọn em mới yêu được khoảng 6 tháng thôi, sắp xỉ là 6 tháng thôi. Cho anh hỏi một câu hơi nhạy cảm là người yêu hiện tại của em là con gái chứ đúng không? Dạ. Thế em đã làm. Đương nhiên rồi. Không, em
trước khi thích con gái thì em thích các bạn trai bao giờ chưa? À, em đã từng yêu rất nhiều bạn nam, rất nhiều. Nhưng mà cảm giác rằng là nó như kiểu tình đồng chí. Nên là sẽ không xảy ra những chuyện đấy. Đúng. Loại. Không, thật ra thì để mà nói một chút ấy, về trong giới thì mọi người sẽ nghĩ rằng hay chính là gia đình em cũng nghĩ rằng là nữ với nữ có thể không quan hệ được. Nhưng thật ra là mình có rất nhiều cách để quan hệ. Vậy bạn sẽ anh cả. Anh đúng vấn đề của Vi như này mà đi đau đầu quá. Hello mọi người, miêu tả về lần đầu tiên của mình đi và nói xem mình có hối hận về điều gì hay không. Câu hỏi thế đấy. Bắt đầu từ em. Cái lần đầu tiên của em đấy là một lần đi Đại Lải. Em thì em rất thích chơi với những người hơn tuổi và em chơi một nhóm đấy, anh chị toàn là 8x còn mỗi em 10x thôi. Và hôm đấy say thì em không uống bia nhưng mà em dồn hết cho cái bạn, cho cái chị kia uống. Và sau đấy thì bọn em có nghỉ ở một cái gọi là một cái khách sạn, một cái villa nhỏ ở đấy. Thì câu chuyện nó bắt đầu nó xảy ra. Và nếu như mà để được làm lại thì em hy vọng là mình có thể lộn lại quá khứ, là em dùng tất cả những kỹ năng bây giờ em tích lũy được. Em dồn vào cái ngày đấy. Chứ lúc đấy là vẫn còn kiểu non nớt chưa biết gì lắm, đúng không? Và sau rồi chị ý kiểu bị rồi. Còn Vân Anh cũng giống như Vi là một lần đi chơi ở với cả một nhóm bạn. Thì lúc đấy thì nhóm bạn thì thường ở villa, cũng ở villa nhỏ ở Ba Vì. Thì villa thì thường sẽ có một cái phòng chung để cho tất cả mọi người cùng ngủ. Phòng cộng đồng. Đúng rồi, phòng cộng đồng. Thì lúc đấy là hai đứa bằng tuổi nhau. Thì có thích nhau từ trước rồi nhưng mà chưa đứa nào dám nói cả. Thế là khi mà mọi người đi ngủ hết thì hẹn gọi nhau ra một chỗ để nói chuyện. Thổ lộ. Nói chuyện thôi. Thì nói chuyện thổ lộ thôi thì không ngờ là kiểu nói chuyện thế nào vào hứng quá. Nói đúng là cái chuyện đấy. Thế là đi vào trong một chiếc phòng ở tầng 1 mà phòng rời ạ. Phòng rời. Mà nếu em được thay đổi thì em muốn tắt luôn cái đèn vàng đấy đi. Em không để đen. Nếu thay đổi là tắt đèn chứ không... Tắt hẳn đèn đi. Tại sao? Ngại ạ. Đúng rồi, lần đầu con gái thường khá là ngại. Nhưng mà nó cũng trải qua rồi mà, bây giờ không còn gì phải ngại nữa đúng không? Không, ý là lúc đấy, ở thời điểm đấy, nếu như mà được quay lại mà thì em sẽ tắt luôn cái đèn. Nhưng mà lúc đầu em bảo là em bật đèn, không bật đèn trắng với em bật đèn vàng để em đỡ ngại về lần đầu tiên. Nhưng mà em sao? Tưởng là đèn vàng không ngại nhưng mà hai người nó vẫn phải đèn. Cuối cùng là vẫn ngại, vẫn nhìn rõ cơ. Với cả phải, bạn ấy bảo là phải để một tí đèn mới nhìn thấy được. Thế à, thế là bạn ấy cũng trẻ đúng không? Bao tuổi? Và chị xem bao nhiêu cùng lớp? 96. Đấy là năm bao nhiêu? 19 tuổi. 19 tuổi. Rồi, còn tiếp tục lên Lena nào. Ok. Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên nó cũng khá là bất ngờ. Lúc đấy mình còn non tơ, không biết gì. Kiểu hơi bị dụ dỗ các thứ một chút. Nhưng mà nói chung là đấy không phải là thứ mà mình hối hận. Bởi vì dù sao nó cũng trải qua rồi và mình cũng cảm thấy vui. Và tất cả mọi người xung quanh mình cũng cảm thấy đang rất là vui đúng không? Thế nên không có gì phải hối hận. Vẫn như chị bảo lần đầu thì đau mà, vui rồi. Đau nhưng vẫn vui, sướng một cái cổ, sướng một cái sướng. Đau về sau mới sướng. Thế rồi đến rồi em. Em thì hôm đó là hai người rủ nhau đi lên khu vực miền Bắc chơi. Cụ thể nó cũng là trong một cái villa gì đó, mà nó dưới bể bơi. Cụ thể là địa phương nào? Nó nằm ở phía gần phía Sapa ấy. Tây Bắc anh ạ. Tây Bắc, rồi. Thì nhưng mà du lịch phải nhớ địa điểm chứ. Thì cái nhưng mà cái giúp cái Sapa là Đông Bắc em nhầm. Em là bị vi chấn thương thần kinh, nên là em không sẽ không nhớ được những cái mà nó quá chi tiết đâu. Ví dụ địa danh đi trên đường phố mà em không nhớ phố cổ cơ. Đấy, thì thường thường em đâu sẽ có người đào đi. Thế thì ở trên đấy thì hôm đó là ban ngày của em đến nơi thì đáng lẽ ra là bọn em sẽ hết đợi nó vào buổi tối. Nhưng mà không thể chờ được. Mà đi du lịch hai người đi cả nhóm bạn hay là hai người thôi, bọn em chủ đích đi. Thế thì thế lúc đấy đã chuẩn bị xong kỹ chưa? Chưa chuẩn bị. Lần đầu của chị có condom. Thì em bảo là không chuẩn bị gì mà, thế nên là mọi thứ để diễn ra rất là bình thường tự nhiên trong phim ý. Nhưng mà chị có sợ không?
sợ là sau đấy mà nếu có vấn đề gì không? Tất nhiên là rất sợ. Sau đó chị có kiểm tra không? Chị có kiểm tra. Và có lên mạng không? Em muốn nói rằng là chị có vừa nói là cái gì, chị có sang chấn hay là ấy đúng không ạ? Có nghĩa là nó là một cái dạng mà mình sẽ không nhớ được mọi thứ quá chi tiết. Vâng, nhớ đâu mình không chị nhớ sẽ đi làm nhớ mình được mất trình ra. Nghĩa là mình sẽ nhớ được cái tổng quan của câu chuyện nó thôi. Hôm đó là vào buổi chiều. Và nếu mà được thay đổi thì em nghĩ là em sẽ làm buổi tối. Em sẽ làm buổi tối. Em sẽ làm mọi thứ từ tốn hơn. Từ tốn hơn. Thế hôm đấy nhanh lắm à? Hôm đó quá nhanh. Quá nhanh. Nên là chưa chuẩn bị gì. Mình thấy Dương trả lời vụng về quá. Vụng về và lo lắng và rất là nhiều thứ ấy. Nên là tự dưng mình cảm giác có vẻ Dương là ồ, cô này cô ấy đang nói dối này. Gì? Rồi, anh ạ. Anh á? Anh cứ chi tiết mà anh ạ. Không, anh không giải thích. Nếu mà thay đổi lần đầu của anh đi. À, anh ở không, phòng riêng thôi. Phòng riêng. Ừ, anh sinh viên mà anh không phải ở Hà Nội. Thế ra ngoài này chơi phòng riêng thì nếu mà được thay đổi lần đầu chắc anh sẽ chủ động hơn một chút. Chứ hôm đấy là người ta chủ động. Nếu mà sướng mà. Bị chăn đấy. Bị chăn à? Anh chi tiết hơn được không ạ? Chi tiết hơn á? Ờ, một cô gái hơn mình 1 tuổi. Người Hà Nội và tất nhiên người Hà Nội mà mình thì tổ lô mới chân đất mặt tét ra. Mới chân đất mặt tét ra. Anh hỏi bà bao nhiêu tuổi nhỉ? Lần đấy 18. Ừ, nghĩa là trước các bà anh không có ấy đâu, có biết gì đâu, hồ lắm. Thế ra ngoài này thì mới bị chăn. Thế là xong. Một câu chuyện rất là buồn đúng không? Không buồn. Buồn đâu lắm. Không phải lo chủ động gì cả. Rồi, hết giờ. Thời gian suy luận của vòng 2 đã kết thúc. Sau khi nghe những cái câu chuyện, những cái trải lòng của mọi người thì tôi phải khẳng định rằng là con sói bốc phét rất giỏi. Con sói kể ra những cái câu chuyện mà nói dối không chớp mắt luôn. Và ngay bây giờ xin mời từng người bước lên phía trước và ghi tên người mà các bạn nghi ngờ. Một điều bất ngờ đã xảy ra. Trong vòng này có 2 người đã bằng phiếu nhau. Và người đó là Dương và Vân Anh. Xin mời Dương và Vân Anh bước lên phía trước. Hai cô gái của chúng ta đang bị mọi người nghi ngờ là chưa làm chuyện đó. Bây giờ hai bạn sẽ có 30 giây để tự hùng biện cho bản thân mình. 30 giây bắt đầu. Mình đã đi khám phụ khoa rồi. Đây không phải là chuyện cười. Ok, tôi xin lỗi, thực ra đây là cái chuyện. Các bạn, chuyện rất là bình thường. Chuyện rất là bình thường. Ý là cái câu này nó cũng sắt đá. Nó sẽ chỉ xảy ra khi mà người ta đã quan hệ thôi. Bởi vì là bác sĩ sẽ sử dụng những cái biện pháp để có thể kiểm tra đến chăn. Kỹ quá. Kiểu đùng một cắt da có một quả. Hạ gục đối thủ luôn. Thì bao giờ cái người mà người ta có cái nguyên nhân của nó, lý do ấy, thì họ sẽ luôn luôn muốn là tiên phong nói đầu tiên. Thì mình có nói với Vân Anh còn đang nghĩ, và khi mà Vân Anh chia sẻ câu chuyện Vân Anh thì nó rất là lấp bắp. Có một thời gian em đã phải dùng biện pháp là núp. Tại vì núp là núp. Núp là em không biết. Núp là gì? Buổi chiều ạ. Buổi chiều. Ok. Tại vì thôi. Rồi, 30 giây kết thúc. Xin mời hai người chơi của chúng ta về vị trí ạ. Hết giờ tiến hộ rồi ạ. Bây giờ một là chúng ta sẽ bình chọn lại. Hai là chúng ta loại cả hai. Vote lại đi. Rồi, chắc chắn chưa? Chắc. Công bằng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ vote lại.